Thiền Tông Việt Nam, Nguyên Giác, Phần 3, Bài 21. Ảo thân, thân huyễn vốn từ không tịch sanh, dường tợ trong gương hiện bóng hình giác rõ không tất cả, thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân. Bổn Tịnh 1100-1176, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: Công, thật tướng. Hãy nhìn quanh, có phải vạn pháp quanh bạn đều là không? Và làm sao bạn có thể chứng ngộ thật tướng trong ảo thân này? Hãy thiền tập, bởi vì cái này có nên cái kia có, bởi vì cái này tập khởi nên cái kia tập khởi. Đó là luật duyên khởi, không có gì tự thân xuất hiện. Hãy nhìn xem, một niệm tới và đi. Khi một niệm khởi, không từ đâu niệm này tới. Khi niệm này diệt, không nơi nào để về đâu. Tất cả các pháp đến và đi, tất cả các pháp hiện rồi biến, tất cả các pháp đều rỗng không, vô thường, vô ngã và bất như ý. Khi bạn thấy liên tục khối thân tâm nào là huyễn ảo, bạn đang nhìn thấy thực tướng của nó. Bài 22. Thở. Hơi thở ra, hơi thở vào tự hiểu. Hơi thở ra, hơi thở vào tự biết. Đường lúc ấy là hiểu, về sau là biết. Hiểu là hiểu hơi thở dài, ngắn. Biết là biết hơi thở sinh diệt, thô tế, chậm nhanh. Khương Tăng Hội, mất năm 280. Bản dịch Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác. Ghi nhận: Pháp thiền niệm hơi thở giúp tịnh tâm dễ dàng. Đó cũng là một phần của thiền quán niệm. Có nhiều pháp niệm hơi thở. Vài vị thầy ưa cách đếm hay theo dõi hơi thở. Bạn cũng nên thử cách này, với mắt mở nửa chừng. Đừng đếm, đừng theo dõi, mà hãy cảm nhận hơi thở. Hãy tỉnh táo và cảm nhận hơi thở. Hãy hệt như một em bé sơ sinh và cảm nhận hơi thở. Em bé không thể suy nghĩ, không thể đếm, không thể chú tâm vào hơi thở. Nhưng em bé sống hầu hết là bằng cảm thức. Và em bé sẽ khóc khi trong phòng quá nóng hay khi em bé đói bụng. Hãy cảm nhận hơi thở, đừng đếm hay theo dõi nó. Hãy nhớ rằng tất cả phương pháp niệm hơi thở đều tốt, và bạn có thể thử tập nhiều pháp niệm hơi thở khác nhau. Đức Phật nói, pháp thiền hơi thở cũng chữa được nhiều bệnh. Khi bạn thở, hãy nhớ rằng không có ai đang thở. Hãy tự xem bạn như một nhúm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang dịu dàng thở vào và ra. Thở trong cách này, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay trong hơi thở các đặc tướng vô ngã, vô thường, bất như ý và rỗng không, vô tự tánh. Bài 23. Hạt giống Phật. Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, nghe nói lời màu, ý thích mong. Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, lý nhiệm càng ngày càng bao dung. Thiền Sư Trí, khoảng thế kỷ thứ 10 hay 11, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: Hạt giống Phật là một tên khác của Phật tánh. Nếu bạn có thể buông bỏ hết mọi thèm khát, thì bạn sẽ không bám chấp vào bất cứ gì nữa. Thế cũng có nghĩa là khi bạn buông xả hết mọi có và không, thì mọi thứ ràng buộc bạn vào cõi luân hồi này sẽ tan rã, nhưng cần có thời giờ. ngay cả khi bạn hốt nhiên đốn ngộ Phật tánh trong tâm, bạn vẫn phải liên tục tu tập thường trực. Rồi bạn hãy nên đọc nhiều kinh sách từ nhiều truyền thống Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông và Tây Tạng, và sẽ thấy rằng nhiều lời dạy trong đó đã một phần có sẵn trong thiền tập hàng ngày của bạn. Một hôm, vua Trần Thái Tông 1218-1277, một thiền sư nổi tiếng của Việt Nam đưa một công án cho học trò như sau. Một nhà sư hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu đáp, không. Nhà sư hỏi lần nữa, Triệu Châu nói có. Vua Trần Thái Tông kế tiếp là một bài thơ, nói rằng sẽ là sai nếu có ai cho câu trả lời là có với không. Cũng sẽ sai nếu có ai nói câu trả lời nào liên hệ tới có và không. Chúng ta nên nghĩ gì về công án này? Bạn nên nghĩ rằng bạn không hề xa Niết Bàn. Thực sự bạn đã ở trong Niết Bàn bất cứ khi nào bạn rời tham, sân và si. Đức Phật nói trong Kinh Tạp A-Hàm bài 28 rằng một vị sư đạt Niết Bàn ngay đây và bây giờ là khi sư này quay lưng đi và không tham luyến hình sắc, cảm thọ, tưởng, hành và thức, khởi tâm hướng về tịch diệt và không dính mắc gì hết. Như thế, bạn có thể trong ba cõi luân hồi ngay khoảnh khắc này và trong Niết Bàn khoảnh khắc kế tiếp, bất kỳ câu trả lời có hay không sẽ sai đối với công án này. Bất cứ khi nào bạn chứng đắc Niết Bàn nơi đây và bây giờ, tâm bạn trở thành tịch lặng, hạnh phúc và sáng chói. Làm sao ngôn ngữ có thể nói gì về Niết Bàn vô ngôn này? Bài 24. Học đạo. Các ngươi, tất cả các người học đạo, lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn, chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu, nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần thiện tri thức, nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược, liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động, quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi, nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Tịnh Lực 1112-1175, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: hãy tự thấy vạn pháp là vô thường và vô ngã. Nhìn vào chính bạn bây giờ, bạn thấy nó khác với hàng triệu con người của bạn hôm qua, và bạn thấy bạn chỉ là một dòng suối chảy xiết hiển lộ vô tận trong các thân khác nhau, hệt như sống sinh rồi diệt, như bọt sóng trào lên rồi vỡ tan. Sóng và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, nóng hay lạnh, sạch hay dơ, nhưng luôn luôn nước thì không có sắc tướng, bất động, không bị tạo tác. Sau cái trực nhận đó, bạn dễ dàng hành động, nói và suy nghĩ một cách tỉnh thức, không phân biệt. Hãy thẳng đường tới giải thoát, đừng bám vào thế giới đau khổ này nữa, trong đời này hay đời sau. Bài 25. Luyện tâm. Bên ngoài ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng, kiểm soát cái nhìn của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi. Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu, tai lắng nghe tung tích của con trâu, cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu. Nằm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này, không để cho một giây phút nào là không chiếu rọi vào. Hãy lơi lỏng là tái phạm, Quảng Trí. Bản dịch cư sĩ Trần Đình Sơn. Ghi nhận: thiền tập y hệt như chăn trâu, làm sao bạn giữ tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hãy sống như nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi. Nước thì bất động, vô tác, vô vi, trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan hoài thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn, một dòng suối bất tận của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hoài và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối.